Ngày 13 tháng 11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11 năm 2012. Chuyển sang các thông tin tiếp theo. Trong bối cảnh chỉ còn một vài ngày nữa là sẽ đến diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 tại Campuchia, tại Singapore đã diễn ra đêm giao lưu văn hóa ASEAN Gala với chủ đề ASEAN một cộng đồng, một vận mệnh vào tối ngày 12 tháng 12. Được khởi xướng bởi Việt Nam từ năm 2010, ASEAN Gala đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa thường kỳ tại Singapore, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước ASEAN, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một không khí lễ hội tràn ngập khán phòng khuôn viên Đại sứ quán Indonesia tại Singapore. Có khoảng 1.000 người đại diện cho 10 nước thành viên của ASEAN đã cùng nhau tham dự ngày hội. Cứ 2 năm một lần, họ lại mang tới đây những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất, thể hiện bản sắc cũng như sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc ASEAN. Có thể nói là ASEAN Gala đã được Việt Nam khởi xướng khi ta làm Chủ tịch ASEAN năm 2010. Thế có thể nói là đây là một cái sự kiện văn hóa của các cái sứ quán ASEAN tại Singapore để mà quảng bá cho văn hóa ASEAN cũng như thể hiện cái đoàn kết hợp tác của ASEAN hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Tại đêm giao lưu, người dân mỗi nước còn được thưởng thức các món ăn truyền thống, tìm hiểu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của từng dân tộc. Và quan trọng hơn, họ đã có nhiều cơ hội để giao lưu, hiểu biết về nhau. Sự kiện này nhằm tăng cường sự giao lưu giữa người dân với nhau. Hôm nay, chúng ta cùng tôn vinh nền văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật của ASEAN để tình hữu nghị của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và chúng ta hiểu biết nhau nhiều hơn. Trong sự khác biệt về tôn giáo, đa dạng về văn hóa, tại đêm gala, mỗi người tham dự có thể cảm nhận được sự thống nhất, tình đoàn kết và hữu nghị đang lan tỏa mạnh mẽ trong khối ASEAN. Hữu Hưng và Mạnh Hà, Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Singapore.